nhà. À, rất vui mừng chào đón cả nhà đã đến với buổi live stream của hàng tuần của BB Thanh Mai ngày hôm nay. Dạ, thì hôm nay cũng được cũng chia sẻ cùng với cả nhà với cái chủ đề là phương pháp giảm béo bền vững và an toàn. Thì đồng hành cùng với cụm hôm nay là bác sĩ Đặng Minh Tính, chuyên khoa về thẩm mỹ, sẽ cùng chia sẻ với chủ đề ngày hôm nay. Mà cái chủ đề này là hiện nay là rất là nhiều của mọi người cũng đang quan tâm về phương pháp giảm béo và xin chào tất cả mọi người đã cùng theo dõi livestream của thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Chào bác, thì theo như là hiện nay có rất là nhiều phương pháp giảm cân khác nhau, thì theo bác thì phương pháp nào là giúp cho ta giảm cân thực sự an toàn và đạt hiệu quả cao ạ? Hiện nay trên trong cuộc sống của chúng ta, mọi người là biết là cuộc sống theo lối là công nghiệp, thì mọi người thường rất là ăn nhiều những cái thức ăn mà nó nhiều quá, nhiều calo, xong rồi nó lại lâu ngày nó lại tích trữ thành những cái chất béo mà mình lại có thói quen ở dưới miệng trong văn phòng thì không có nhiều, không có thời vận động gian nhiều mà, đúng không? Thì chính vì vậy cho nên là mọi người bị cái tình trạng là chúng ta tích những cái mô mỡ ở những vị trí mình không mong muốn, ví dụ như là bụng, hông, đùi, nó làm mất đi cái form dáng của mình và lúc đó mình kém tự tin hơn trong cái việc mà sinh hoạt. Thì theo bác thì có thể bật mí là một cái phương pháp giảm cân rất là an toàn cho chị em phụ nữ cũng như là không có thời gian để mà đi tập làm thể dục đó bác. Thường á, mọi người giảm cân á thì mọi người thường hay nghĩ rất là nhiều cái cách mà để cho mình giảm được, ví dụ như mọi người có thể là uống detox, mọi người tập thể dục, mọi người gym để đốt calo, rồi mọi người có thể là nhiều cái phương pháp nữa. Tuy nhiên trong điều trị thẩm mỹ thì nó mang lại một cái hiệu quả cao hơn so với những cái phương pháp mà chúng ta tự làm ở nhà. Và một cái điều lưu ý với quý vị là khi mà chúng ta tôi sẽ có một cái hình ảnh cho quý vị dễ hình dung hơn ha. Chúng ta không nên đánh đồng cái việc mà chúng ta giảm cân và giảm mỡ, tại vì cái việc giảm mỡ nó quan trọng hơn rất là nhiều so với cái việc giảm cân quý vị ha. Như quý vị thấy thì hai người này cùng có một cái cân nặng là 130 pounds, khoảng đâu đó 75-80 kg đó. Nhưng mà tỷ lệ chất béo trong hai người này thì hoàn toàn khác nhau. Một người thì tỷ lệ chất béo chỉ có 20% trong cơ thể thôi, trong khi đó cái người bên này thì là tỷ lệ chất béo là tới 35% tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Thì quý vị thấy hai người cùng một cân nặng nhưng mà cái form dáng của người này đẹp và chắc chắn người này sẽ khỏe mạnh hơn người này rất là nhiều. Tại vì quý vị biết là khi chất béo trong cơ thể của chúng ta nhiều quá, tình trạng lipid trong cơ thể của mình nhiều, nó sẽ dễ rất là mắc nhiều cái bệnh lý về chuyển hóa như là bệnh lý về động mạch vành, là chúng ta có thể dễ xảy ra những cơn về đột quỵ tim cũng như là não, rồi những cái bệnh lý chuyển hóa cholesterol thì nó rất là nhiều ảnh hưởng. Thì quý vị nếu mà chúng ta đang sở hữu một cơ thể hơi nhiều chất béo một chút xíu thì nên nghĩ đến việc giảm béo cái lúc này ha. Nó vừa khỏe mà vừa đẹp nữa. Thì theo bác thì bác có thể chia sẻ thêm về những cái phương pháp hiện nay cũng tại thẩm mỹ viện BB Thanh Mai không ạ? Hiện nay tại thẩm mỹ viện BB Thanh Mai thì có cũng rất là nhiều các phương pháp để cho mà giảm béo cho quý vị, và một trong những cái phương pháp mà an toàn và khá là bền vững đó là chúng tôi sử dụng một loại máy thẩm mỹ xuất xứ từ Mỹ và sử dụng công nghệ là sóng vô tuyến đa cực kết hợp với lại xung từ trường để cho mà làm giảm cái mô mỡ từ sâu trong mà không hề gây tổn thương gì cho bề mặt da hết. Thì đó là một trong những cái xu hướng mà giảm béo an toàn và không xâm lấn và hoàn toàn quý vị hoàn toàn không mất thời gian gì hết. Thì theo bác thì phương pháp này có điều trị có đau không và cũng có lâu không? Cái vấn đề này cũng hầu như là các khách hàng cũng đang quan tâm á. Thì bởi vì là cái phương pháp này nó sử dụng cái công nghệ là sóng RF đa cực, cho nên là đưa cái nhiệt sâu xuống những cái lớp mỡ phía dưới của da của mình, thì cái nhiệt nó tích từ phía sâu bên trong cho nên không có gây tổn thương mặt da. Chính vì vậy cho mà cái việc mà chúng ta có những cái cảm giác khó chịu trong quá trình điều trị thì nó rất là ít và quý vị hoàn toàn có thể chịu được. Bên cạnh đó thì cái máy nó rất thông minh ở chỗ là nó có thể là báo được cái nhiệt độ mà từ phía dưới đó để cho mình biết và để mình điều chỉnh cái nhiệt độ phù hợp với lại cái ngưỡng chịu đựng của bệnh nhân, cho nên cái việc điều trị nó cũng diễn ra rất là dễ chịu. Một số khách hàng thì mình thường hay muốn là tới quý vị vừa phải đẹp có khuôn mặt mà vừa phải giảm béo về cái đồng hình, cho nên là trong cái lúc mà quý vị điều trị giảm béo thì hoàn toàn cái điều trị khuôn mặt được, cho nên quý vị yên tâm cũng rất là dễ chịu trong quá trình điều trị. Cảm ơn bác.
Thì cũng giống như là khách hàng đã nghe rồi đó, là bác sĩ Tính cũng đã chia sẻ với mình về phương pháp giảm béo, giống như là sử dụng là tần số vô tuyến đa cực nè ha, cũng như là xung điện từ trường để mà điều trị cho nó đồng đều, cảm giác là thoải mái dễ chịu. Cái thứ hai nữa là cái đầu hút giúp tuần hoàn lưu thông mạch huyết, thì cũng giống như là nhiệt độ được điều chỉnh linh hoạt, đúng không bác? Chính xác. Thì cái hiệu quả này có kéo dài lâu không bác ha? Cái hiệu quả của cái phương pháp giảm béo này thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào những cái yếu tố, ví dụ như là yếu tố cơ địa của chúng ta có cái gen mà dễ tích mỡ hay không, rồi phụ thuộc vào chế độ ăn của mình. Thì sau quá trình điều trị chúng ta sẽ được có những cái hướng dẫn trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, như về chế độ ăn chúng ta phải ăn nhiều chất xơ, giảm đi cái lượng tinh bột, giảm đi cái lượng đường hấp thu, thì cái việc mà giảm béo khá là thành công. Thì sẵn đây cũng có các câu hỏi của các khách hàng đang để lại muốn thắc mắc với bác đây. Cái liệu trình giảm béo này có cần kết hợp với ăn uống gì không hả bác sĩ? Đương nhiên quý vị, khi chúng ta điều trị một cái vấn đề nào đó thì cái việc mà quý vị phối hợp nhiều cái phương pháp điều trị cùng một lúc thì nó sẽ mang lại cái điều hiệu quả điều trị tối ưu. Chính vì vậy cho nên là sau khi chúng ta điều trị giảm béo về, quý vị nên có một chế độ ăn phù hợp để cho mà chúng ta có thể duy trì được cái hiệu quả đó. Không nhất thiết là chúng ta phải nhịn ăn hoàn toàn, đó là điều không chính xác, nhưng mà chúng ta sẽ điều chỉnh chế độ ăn của mình sao cho quý vị giảm bớt cái lượng tinh bột, giảm cái năng lượng dư thừa khi mà chúng ta cung cấp được cái đồ ăn, và tăng cái dần cái lượng chất xơ, thì quý vị sẽ thấy cái hiệu quả điều trị chúng ta nó tăng lên hơn và nó sớm thấy cái hiệu quả hơn, chúng ta sớm có thể diện những cái bộ cánh đẹp hơn cho cái mùa lễ hội cuối năm sắp tới. Đúng rồi bác, hay quá. Cảm ơn bác. Cũng có một chị Kiều Nga đang hỏi đây, chị muốn hút mỡ mà sợ đau quá, không biết phương pháp này có ok không bác? Nếu hút mỡ thì chắc chắn là sẽ không được an toàn 100% vì nó có xâm lấn và đau. Thì chị muốn là sử dụng là cái phương pháp mà như là bác mới vừa chia sẻ đó, thì không biết là nó có mang lại cái hiệu quả an toàn giống như là hút mỡ hay không ạ? Cũng giống như những cái buổi livestream về phía trước của thẩm mỹ viện Vitamin Mai, thì chúng tôi đã so sánh cho quý vị về hai cái phương pháp thẩm mỹ giảm mỡ không phẫu thuật và phẫu thuật. Thì đương nhiên cái giảm mỡ không phẫu thuật nó sẽ có rất là nhiều cái ưu thế hơn cho quý vị, tại vì khi chúng ta trải qua phẫu thuật nó sẽ tiềm ẩn nhiều cái rủi ro, nhiều nguy cơ hơn cho cơ thể của mình, và có thể nếu quý vị nhiều quá thì chúng ta có thể để lại sẹo trên những cái vùng da, chúng ta sẽ không được tính lắm. Và khi chúng ta giảm mỡ phương pháp phẫu thuật thì nó có thể để lại những cái vết sẹo hoặc làm cho cái da mình nó hơi trùng chút xíu. Tuy nhiên không phải tất cả trường hợp nào chúng ta đều có thể điều trị bằng phương pháp không xâm lấn, mà cũng có nhiều khách hàng quá nhiều cái số lượng mỡ quá nhiều rồi thành bụng da dư quá nhiều, thì quý vị có thể nghĩ đến phương pháp phẫu thuật. Tuy nhiên những quý vị mà chúng ta chỉ mới tích mỡ thôi và cái lượng mỡ không nhiều, thì một cái lựa chọn hàng đầu và một cái lựa chọn an toàn đó là chúng ta sử dụng cái phương pháp không phẫu thuật, giống như là cái máy mà sử dụng công nghệ RF đa cực và xung cực trực. Cảm ơn bác. Thì cũng giống như cả nhà đã nghe đó, bác sĩ Tính cũng đã chia sẻ, thì cái nào cũng vậy, khi mà mình sử dụng những phương pháp mà không xâm lấn thì lúc nào nó cũng mang lại cho mình những cái hiệu quả an toàn hơn về cái mặt là phẫu thuật. Cũng có chị Nhiếm Liệu đây cũng đang hỏi là BB có liệu trình giảm béo tay không ạ? Thì cái liệu trình phải thực hiện như thế nào đó bác? Kính thưa quý vị, thì cái máy mà hiện đang đặt tại BB Thanh Mai thì có rất là nhiều cái đầu mà sử dụng cho khá là nhiều vùng, hầu như là tất cả các vùng trên cơ thể, ví dụ như là mắt tai, vùng hông lưng, vùng bụng, vùng eo, vùng đùi, vùng bắp đùi trong, những cái vùng mà thường xuyên tích mỡ thì hầu như cái máy này nó đều có thể mà đi tới được. Thì cũng giống như khách hàng thấy rồi đó, mình khi mình ít có vận động á thì mỡ nó sẽ hiện hữu lên là bắp tay của mình nè, vùng bụng là bác ha, đúng không, rồi tay trong tay ngoài, đùi trong đùi ngoài luôn. Thì cái vấn đề và tại phương pháp của BB Thanh Mai thì vấn đề này sẽ được xử lý là ta cả nhà nha, mình an tâm cái vấn đề này ạ. Thì cũng có bạn cũng đang hỏi đây, cái biện pháp này thì cũng là một câu hỏi nữa là cái biện pháp này á bác, thì làm xong á thì con người có mệt mỏi không bác ha? Thì có phải cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi gì không? Thì khi mình làm xong thì mình phải cần kết hợp với thêm cái chế độ như thế nào nữa à? Không biết là câu hỏi này là của ai nhỉ?
Của chị Nguyễn Thị Kiều Nga. Cảm ơn câu hỏi của bạn Kiều Nga, câu hỏi rất là hay ha. Chắc là bạn này nó đi rất là nhiều thẩm mỹ viện rồi. Một trong những cái biện pháp mà giảm béo nó tiềm ẩn một số những cái rủi ro nhất định, đó chính là chúng ta giảm béo bằng một số những phương pháp không an toàn, có thể là đưa những cái chất không an toàn vào cơ thể. Thì nó giảm béo rất là nhanh bằng cách là nó hủy đi cái lượng HA trong cơ thể tự nhiên của mình, giảm đi cái lượng nước, thì đào thải theo cái đường tiêu hóa của quý vị. Thì phương pháp giảm cân hoàn toàn không có an toàn, tại vì khi mà cơ thể chúng ta 70% là lượng nước thì nó cung cấp cho mình diễn ra những cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể được điều đặn và trơn tru á, thì bây giờ mình mất đi cái lượng nước đó, cơ thể mình sẽ bị mất theo một cái chất điện giải nữa, cho nên gây ra vấn đề mệt mỏi cho cơ thể, đó là điều đương nhiên. Quý vị cứ tưởng tượng như một cái cây mà nó bị mất đi cái nước của nó, mặc dù là thấy nó nhỏ hơn đó, cái cây nó bé lại đó, nhưng mà nó không có đẹp một chút xíu nào hết. Cho nên quý vị phải, khi chúng ta giảm béo thì phải an toàn, và cái việc mà giảm nước để cho mà cơ thể mình mệt mỏi đó là một cái sai lầm. Thì giảm béo cũng phải cần là an toàn nha quý vị nha. Cũng có một chị trang đài đang hỏi đây, mỡ cứng mỡ dày thì làm giảm béo bên BB có giảm nhiều không bác? Cảm ơn câu hỏi của bạn Trang Đài. Thì cái việc mà chúng ta có những cái mỡ cứng đó, tức là những cái mỡ mà tích tụ lâu năm rồi, hoặc là những cái mỡ bám xung quanh nội tạng, thì cái mỡ này cực kỳ chúng ta khó có thể mà giảm được. Nhưng mà một cái tin vui là những cái mỡ mà nội tạng này nó lại không có nhiều mà một cái khối lượng mỡ dưới da, tại vì cái mỡ dưới da thì nó là cái mỡ trắng đó, nó sẽ là cái thủ phạm gây ra rất là nhiều phiền toái của mình về cả sức khỏe, làm mất phong dáng. Thì cái mỡ trắng này chúng ta có thể điều trị bằng cái phương pháp mà bác sĩ đã giới thiệu ở trên một cách khá là dễ dàng. Dạ, thì như vậy thì cái liệu trình mà giảm béo bên BB á bác, thì mình phải làm một lần hay là làm bao nhiêu lần hả bác? Chị Jenny Nguyễn hỏi là. Đúng rồi, về cái việc mà chúng ta điều trị một hay là nhiều lần nó cũng phụ thuộc vào cái tình trạng mà quý vị đang có. Nên tốt nhất để mà có một cái liệu trình, một cái phác đồ điều trị thích hợp cho mỗi người, chúng ta có thể tới bệnh viện BioTemai để được các bác sĩ chuyên khoa về thẩm mỹ thăm khám, đưa ra liệu trình điều trị phù hợp và đưa ra cái lời khuyên về cái chế độ chăm sóc sau khi điều trị và cái chế độ ăn thích hợp cho mỗi người, thì chúng ta sẽ có được cái liệu trình điều trị tối ưu. Cả nhà ơi, bây giờ nếu như mà mình còn có câu hỏi nào trong buổi livestream hôm nay á, thì cứ chia sẻ nha cả nhà, mình cứ inbox ở dưới cái trang Facebook này nè, thì bác sĩ Tuấn sẽ chia sẻ với mình ngày hôm nay nha cả nhà nha. Thì có một bạn cũng đang hỏi với mình đây là cái liệu trình này thì đúng mà mình đến á, thì có cần phải đăng ký trước gì không hả bác ha? Có cần phải thăm khám và đăng ký gì không ạ? Chúng ta cứ gọi điện thoại vào cái số hotline của thẩm mỹ viện BB Thanh Mai hoàn toàn miễn phí 1800 6617, để mà chúng ta gặp những cái tư vấn viên mà để đặt lịch hẹn cho quý vị tới được những cái địa chỉ trực tiếp của thẩm mỹ viện BB Thanh Mai tại 3 chi nhánh trên toàn quốc. Dạ rồi, thì cũng giống như bác đã chia sẻ với mình từ nãy giờ đó cả nhà, thì nếu mà các cả nhà nào mà cảm thấy là mình còn cái vấn đề thắc mắc ha, thì xin để lại số điện thoại ở dưới cái trang fanpage này ha, thì sẽ có một bộ phận là chuyên gia về tư vấn sẽ liên hệ với mình liền, hoặc là để mà tiện hơn á thì mình có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại hotline của tổng đài 1800 6617, thì sẽ được giải đáp hết tất cả những cái yêu cầu và của thắc mắc của mình, cũng như là cái buổi chia sẻ mà mình còn cái vấn đề gì mình chưa có hiểu hết đó cả nhà nghe. Còn cái vấn đề nữa mà đặc biệt mà từ nãy chưa có thấy quý vị hỏi, cho nên là bác sĩ Tính cũng chắc là cũng sẽ chia sẻ cho quý vị một cái điều hay của cái máy sử dụng cái công nghệ sóng RF đa cực và sinh điện trường, tức là nó có thể là điều trị những cái vấn đề về xa da sờ mỏ cam ha. Vấn đề này thì rất là nhiều quý vị gặp phải đó, khi chúng ta giảm béo thì rất là nhiều gặp phải ha, tại những vùng đùi, vùng bụng, vùng eo chúng ta bị mắc phải. Thì cái máy này tại vì nó sử dụng công nghệ RF, cho nên cái việc mà tác động cái nhiệt ở dưới da đó, nó sẽ làm biến đổi cái collagen, nó tăng sinh cái collagen mới cho cơ thể, cho nên nó sẽ làm cái vùng da của mình săn chắc hơn. Và cái điều này thì không có cái phương pháp phẫu thuật nào có thể mang lại. Tốt quá ha, bác hai công nghệ rất là tốt. Dạ, thì sẵn đây thì chắc là có lẽ là Phụng và bác sĩ Tính cũng xin là kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay.
thì cảm ơn cả nhà nhiều nha, đã đồng hành và cùng chia sẻ với để cho Phụng và bác sĩ Tính có cơ hội để mà chia sẻ những câu hỏi cũng như là những giải đáp những thắc mắc của cả nhà. Mong là ngày cái buổi livestream ngày hôm nay thì cả nhà sẽ có thêm những cái thông tin thật là bổ ích, cũng giống như thông tin là về cái vấn đề giảm béo như thế nào cho một cách bền vững, là một cách an toàn và lại là một cách là một cái hiệu quả cao trong cái việc điều trị của mình nữa nhé. Dạ. Thì hôm nay cũng là ngày giữa tuần đúng không bác? Thì không biết là bác có lời nào để chúc cả nhà của BB mình không ạ? Đó cũng là sắp cuối tuần rồi cho nên là chúc cho quý vị chúng ta có một tuần làm việc thật là hiệu quả và có những cái ngày cuối tuần nghỉ ngơi cùng gia đình để có thể đi chơi những cái nơi mà chúng ta mong muốn và gặp những cái người thân của mình với một cái diện mạo trẻ trung xinh đẹp và một cái vóc dáng thon thả hơn. Đúng rồi. Thì cảm ơn bác sĩ Tính nha. Thì cũng hẹn gặp cả nhà ha vào thứ năm tuần sau cũng vào lúc 10 giờ sáng này với chuyên mục là mỗi tuần một chủ đề. Thì BB Thanh Mai cũng muốn mang đến cho cả nhà những cái vấn đề về chăm sóc da nè, về chia sẻ những cái vấn đề mà hiện tại như hiện nay là về da, về giảm béo ha, mà quý vị khán giả cũng còn đang thắc mắc á. Thì BB Thanh Mai cũng xin là cảm ơn cả nhà cũng đã đồng hành trong thời gian với BB thời gian vừa qua ạ. Xin chào, xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà nhiều nhé.